Rồi giao lưu với các bạn một cái Kama tán bay, nó có bộ tán của nó là 1m2 nha anh em. Tán bay của nó này. Đó. Bông nó này anh em. Cái này mình giao lưu nhanh, giá rẻ là 1 triệu 500 ngàn nha anh em. Bông nó hiện diện lên coi nha anh em. Rất đẹp. Anh em ngắm mặt bông này. Ngắm mặt bông mình có chốt thì chốt nha anh em, báo giá công khai. Đó, anh em xem này. Cuốn hoa nó ngắn nha anh em. Chi dâm rồi này. Cái này là mình rỉa mình vừa làm ghim á anh em. Vừa làm ghim mình bấm cù á anh em. Lọc non á anh em. Mới đầu chia đầu cành bắt đầu nó bắn, nó phun ra lọc non nè. Lọc non màu hồng nha anh em. Dòng này dòng lá nhỏ, lá tầm trung nha anh em. Đó, rất đẹp. Lá này đẹp này thích hợp với chơi bonsai cũng được. Anh em mua về mình lấy bo mình ghép. Ghép lá giống cái này đẹp lắm anh em. Cho nhanh. Cho ươm hạt lên mà đỡ trồng. Cho nên hình nên dốc một cái cây như thế này thì nó lâu lắm anh em. 8-9 năm rồi nó mới có được. Xương dầm anh em thôi, cốt lượng này. Chung là cốt với cành nó nhiều lắm. Cái này giống vậy là cái mai giáng long mình phá thớ mình đi giáng bay anh em. Anh em nào mua thiện chí giao lưu liên hệ mình. Đó. Mình phá thớ mình chuyên đôi thớ anh em. Gốc đớ này. Đó này anh em thấy không? Đó. Lượng đẹp. Bởi vì nó dâu á, mình lấy cốt, lấy cành ok lắm anh em. Cành thì không cần lấy nhiều nhưng mà quan trọng cốt mình đèn một tí. Cốt mình ép lên nó dở hơn. Dáng bay thì nó dở hơn là dáng đổ nha anh em. Dáng đổ mà mấy cái cốt lớn này mình bẻ là nó dở bị dọp dọp vỏ xong rồi nó suy, nó chết lần lần. Nên mình không có làm theo, mình làm ngay từ đầu, ngay từ nhỏ. Hoặc là mình phá thế dẫn lên chuyển qua đổ bằng cách là mình lấy cái bầu anh em. Lấy cái bầu mình ôm theo cái góc của nó, theo độ nghiêng của nó. Mình dựa mấy cái cành như thế này này mình cho nó đổ xuống từ từ. Chơi coi phải chờ đợi nha anh em, có sự kiên nhẫn chứ còn đỡ mà ép mà bán cho nó nhanh đó, thì mình đi ra từ dẫn lâm mà qua dẫn đổ mà mình bé bé tầm bậy tầm bạ cái là nó dột chết. Thời gian 1-2 tháng là nó chưa thấy hiện tượng gì, cho mà một thời gian sau đó thì sẽ có hiện tượng là nó bị bơ da bơ thân đó, là nó sẽ hư coi nha anh em. Đó. Nhiều anh em thấy trên mạng người ta lách thời hiện đẻ rồi cây khách mua về chết rồi, tốn tiền của người ta thì thấy nó cũng rất là phí. Đó. Người ta phải kiếm tiền mua lại cây khác nữa. Đó. Nói chung là không có được gì đâu. Rồi anh em nào thiện chí giao lưu cây này liên hệ mình nha. Cho anh em ngắm lại mặt bông một lần nữa, anh kết thúc video luôn.